Chào đón quý vị đã đến với kênh Truyện Ma Làng. Hôm nay, Lam Phương xin gửi đến quý vị và các bạn bộ truyện dài 10 tập của tác giả Thẩm Nguyên Hy. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên cho Lam Phương xin một lần đăng ký kênh và nhấn nút thông báo để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Truyện Ma Làng phát sóng mỗi ngày vào lúc 20 giờ 45 phút và kênh Truyện Ma Tắt Đèn phát sóng vào lúc 19 giờ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị đón xuân thật vui tươi và hạnh phúc, tấn lộc, tấn tài, tấn bình an, mãi mãi trẻ khỏe và đẹp nhé các bạn. <laughs> Bây giờ chúng ta đi vào tập thứ nhất trong 10 tập của bộ truyện Quan hồn tân nương. Tác giả: Thẩm Nghiên Hi. thiên nhã mơ hồ bước vào khuôn viên rộng lớn của một ngôi nhà cổ tứ phía đều được treo đèn kết hoa đỏ rực rỡ có lẽ nơi đây đang có hỷ sự nhưng thiên nhã vẫn không hiểu tại sao mình lại đến được nơi hoàn toàn xa lạ này xung quanh không có lấy một bóng người mọi thứ thật tĩnh lặng ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm trăng hôm nay thật sáng Nhờ vậy mà toàn bộ khuôn viên đều được chiếu sáng dưới ánh trăng tròn. Cũng đã từ rất lâu rồi, thiên nhã chưa có cơ hội ngắm nhìn ánh trăng tuyệt đẹp như vậy. Chợt một trận gió lớn nổi lên làm lay động từng chiếc lồng đèn đỏ. Thiên nhã đưa tay chắn ngang trước mặt để ngăn cho bụi không bay vào mắt. Khi gió đã ngừng thổi, thiên nhã mới từ từ hạ tay xuống Cùng lúc đó Cô hết sức bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt Chỉ một lát Mà toàn bộ khung cảnh đã thay đổi Không còn lồng đèn đỏ treo xung quanh Không còn giải kết qua Mọi thứ trở nên quang phế U ám như một căn nhà Đã bị bỏ quang lâu năm Đột nhiên Cô cảm giác như có ai đó Vừa lướt ngang qua sau lưng mình Dội quay người lại Nhưng không thấy gì Ngoài những bụi cỏ rậm rạp cao đến ngực Thiên nhã bắt đầu có chút sợ sệt Liếc nhìn xung quanh Bàn ánh mắt về chừng Linh tính cho cô biết rằng Nơi này có điều gì đó không được bình thường Một lần nữa Thiên nhã nhận thấy rõ ràng Là có người đang đứng nhìn mình từ phía xa Chậm rãi quay người lại Đập vào mắt cô là thân ảnh người con gái có mái tóc đen xỏ dài. Trên người khoác một bộ giá y màu đỏ tươi. Gương mặt của cô ta là gây ám ảnh nhất. Cái phần miệng và mắt đều bị may kín bởi chỉ khâu. Máu từ đó không ngừng chảy ra thành dòng thật kinh dị. Thiên Nhã hét thật lớn, chật bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Rồi ngồi bật dậy, mặt thiên nhã tái nhợt đi, mồ hôi chảy đầm đìa, lồng ngực đập phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp như chừa chạy nước rút. Lại một giấc mơ, giấc mơ đó. Khi vừa nhận thức được căn phòng ngủ quen thuộc của mình, thiên nhã mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần thứ ba cô mơ thấy bóng dáng của một cô gái mặc giá y, gương mặt bị quỷ hoại bởi những sợi chỉ khâu. Thật đáng sợ, nhưng cũng thật thương tâm. Tạm thời gạt bỏ giấc mơ kia qua một bên. Thiên Nhã tính xoay người cầm ly nước lọc để trên bên cạnh đầu giường. Vừa quay đầu nhìn lại, thì lần nữa Thiên Nhã lại bị hù dọ, khi thấy một bé gái mặc váy ngủ trắng, mái tóc đen xõa dài, đang đứng bên cạnh giường nhìn Thiên Nhã không rời mắt Thiên An em làm chị sợ đó bình tâm nhìn kỹ lại cô mới nhận ra đây là em gái của mình dội buông lời trách móc Thiên An nhìn chầm chầm vào Thiên Nhã vài giây xong dội dã chạy ra khỏi phòng mà không nói bất kỳ một lời nào thấy bộ dạng lầm lì của con bé Thiên Nhã cũng không lấy làm gì lạ bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên con bé tỏ thái độ đó với thiên nhã. Thiên An thực chất không phải là em gái ruột của thiên nhã. Ba của thiên nhã mất khi cô mới lên 5 tuổi. Kể từ đó, mẹ của cô ở dậy nuôi cô ăn học. Còn về thiên nhan, con bé được mẹ của cô lượm được vào một ngày đông giá lạnh. Khi đó, con bé mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ mẹ đã bị bỏ rơi mẹ của thiên nhã vì thương cảm nên đã nhận nuôi và đặt tên cho là thiên an tức là bình an của trời mong sao sau những thiệt thòi con bé sẽ được hưởng cuộc sống an nhiên nhưng người tính không bằng trời tính càng lớn thiên an càng bộc lộ rõ cái tính cách hướng nội của mình con bé không thích giao tiếp với bất kỳ ai ngoại trừ mẹ của thiên nhã và thiên nhã ngay cả ở trường học con bé cũng không có lấy một người bạn thân lúc nào cũng tự cô lập mình tạo ra một khoảng cách với tất cả mọi người xung quanh mẹ của thiên nhã cũng đã từng đưa thiên an đi bác sĩ tâm lý khám nhưng họ không thể kết luận được rằng con bé có phải là mắc căn bệnh tự kỷ hay không vì ngoài việc ngại giao tiếp với mọi người ra, thì con bé lại vẫn phát triển giống như những đứa trẻ 8 tuổi khác. Chỉ có điều chỉ số IQ có cao hơn so với tuổi một chút. Nhưng điều đó không phải là vấn đề đáng lo ngại. Nhưng kể từ sau khi mẹ Thiên Nhã qua đời vì bệnh phổi, con bé không còn cười và nói chuyện với Thiên Nhã như trước. Lúc nào cũng nhìn chầm chầm vào cô rồi tự nhốt mình trong phòng riêng thiên nhã cũng đã dần thích nghi trước bộ dạng này của con bé rồi nhưng dù sao thiên an cũng chỉ còn có một mình thiên nhã là người thân duy nhất cô sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho con bé thay cho người mẹ quá cố của mình mệt mỏi bước chân xuống giường đứng dậy vương nhẹ vai rồi đi làm vệ sinh cá nhân hôm nay là ngày làm lễ tốt nghiệp đại học là một ngày rất quan trọng trong cuộc đời của Thiên Nhã. Khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, cô liền đi ra khỏi phòng với tâm trạng háo hức, hồi hộp. Vừa đặt chân ra phòng khách thì đã thấy Thiên An ngồi ở ghế sofa đợi Thiên Nhã rồi. Con bé cũng đã chuẩn bị đồng phục một cách tươm tất. Thiên An, sao em không bím tóc gọn gàng lại để tóc xỏa dài như vậy sẽ rất bất tiện đó. Thiên Nhã lại gần ân cần vuốt nhẹ mái tóc dài đen mượt của Thiên An. Nhưng có vẻ như con bé nó không hề thích cái điều đó, nên đã nhanh chóng tránh né hành động của Thiên Nhã bằng cách đứng dậy ngay tức khắc. Em không thích. Con bé chỉ trả lời dõn dẹn ba từ rồi chạy ra ngoài cổng. Thiên Nhã khẽ thở dài, không biết mình nên làm cái gì để giúp cho Thiên An trở nên gần gũi hòa đồng hơn càng ngày tính cách của con bé càng trở nên lập dị. Tại trường tiểu học, Thiên An lặng lẽ bước xuống xe khi vừa đến trước cổng trường. Thiên Nhã dõi mắt theo bóng lưng của con bé đang dần khuất sau đám học sinh. Cô rất lo lắng cho Thiên An, lo sợ rằng con bé sẽ bị bắt nạt bởi tính cách lầm lì của nó. Đang mãi mê suy nghĩ về chuyện của Thiên An, mà Thiên Nhã đã quên đi mất cái việc mà mình phải đến trường dự lễ tốt nghiệp. Ngay khi vừa mới nhớ ra, cô dội dã phóng xe đi. Tại trường đại học y dược, toàn bộ sinh viên năm cuối đều có mặt tại hội trường để nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Cái đó là phát bằng tốt nghiệp cho những sinh viên đã đủ điểm ra trường. Cũng may là Thiên Nhã đã đến kịp, ngay khi nhắc đến tên của mình. Sau một tiếng nghe những bài phát biểu nhàm chán, cuối cùng cô cũng có thể ra về với tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành y trên tay. Quả là không uổng công 5 năm đèn sách. Chỉ có một điều, mẹ của cô không thể tận mắt chứng kiến cái ngày trọng đại này của cô. Nước mắt chợt rưng rưng nơi khóe mắt khi nhớ về người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho mình. Nhưng cô đã dội lau đi những giọt nước mắt khi có giọng nói kéo cô về với thực tại. Thiên Nhã! Thầy Quang! Thiên Nhã xoay người lại và thấy vị thầy giáo đáng kính đang tiến lại gần mình. Thầy Hoàng là một người thầy mà Thiên Nhã rất kính trọng. Thầy luôn tận tâm với nghề giáo viên, dù đã ngoài ngủ tuần, nhưng dẫn hết lòng dạy bảo nhiều sinh viên nên người. Thầy Hoàng còn là viện trưởng của một bệnh viện lớn, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề y thật đáng để cho thiên nhã học hỏi sau khi ra trường chúc mừng em đã hoàn thành một nửa chặng đường của mình thầy hiền hậu đưa tay ra tính bắt tay chúc mừng cho sự thành công của thiên nhã em cảm ơn thầy cũng nhờ thầy dạy dỗ suốt mấy năm qua nên em mới có ngày hôm nay thiên nhã vui vẻ đáp lại thầy bằng cái bắt tay đầy thiện cảm em đã có nơi nào đi thực tập chưa? Dạ chưa, em vẫn đang tìm nơi phù hợp với năng lực của mình. Em chính là học trò mà tôi tự hào nhất, học lực quá đổi xuất sắc. Em sẽ phải trở thành một bác sĩ giỏi, tin tôi đi. Con mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai. thầy Hoàng khẽ đẩy gọng kính, không ngất lời khen ngợi, động viên Thiên Nhã. thầy đã quá đề cao em rồi. Thiên Nhã khiêm tốn trả lời nhưng trong lòng vẫn rất vui vì đã được thầy công nhận năng lực của bản thân. Hay là em thử đến bệnh viện Thượng Điền thực tập đi. Thầy có quen giám đốc bệnh viện ở đó. Có gì thầy sẽ mở lời nói giúp cho vài câu. Bệnh viện Thượng Điền hả thầy? Thiên Nhã bất ngờ hỏi lại. Từ trước đến bây giờ cô chưa hề nghe đến cái tên của bệnh viện này. Đó là một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoại ô của thành phố chỉ cần em chịu thực tập ở đó hai năm thì cơ hội thăng tiến của em sẽ rất là cao thầy giáo hoàng vẫn kiên trì dùng lời lẽ để thuyết phục thiên nhã cô có chút lưỡng lự khi đưa ra câu trả lời thấy thái độ thiếu quyết đoán của cô thầy hoàng cũng một phần nào hiểu được cô đang băn khoăn khi phải chọn lựa đây là địa chỉ của bệnh viện đó còn đây là địa chỉ căn nhà của thầy ở ngoài ô nếu em có ý định tới đó để thực tập thì có thể ở tạm căn nhà này của thầy, dù sao nó cũng đã bị bỏ trống khá lâu rồi. Thầy đưa cho Thiên Nhã tấm danh thiếp của bệnh viện và một mẫu giấy ghi địa chỉ của căn nhà. Em cảm ơn thầy. Thiên Nhã khẽ cúi đầu tỏ lòng biết ơn vì thầy đã tận tâm giúp đỡ, chỉ là cô còn có vài điều suy nghĩ không thông. Thầy Hoàng mỉm cười đưa tay xoa so nhẹ đầu rồi bỏ đi. Ngay khi bước được vài bước, nụ cười hiền của thầy giáo Hoàng đã nhanh chóng dục tắt và thay bằng một nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý. Ánh mắt chăm chú theo dõi bóng lưng của thầy Hoàng, mi mắt chợt trùng xuống nhìn tấm danh thiếp mình đang cầm ở trên tay, trong lòng có chút đắn đo vì lời đề nghị hồi nãy. Thiên Nhã rất muốn thử sức với một môi trường mới. Nhưng còn Thiên An, liệu con bé có chịu đi cùng với cô tới một nơi ở mới hay không? Đang mãi trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên có bàn tay vỗ nhẹ vào vai của cô từ ở bên phía sau. Cô giật mình nhanh chóng quay đầu lại nhìn và thấy một chàng trai sở hữu cái dáng người cao cao, gương mặt góc cạnh, đang đứng nhìn cô cười cợt. Dương Tướng Anh! cậu có thể thôi ngay cái trò hù dọa trẻ con nó được hay không? Thiên Nhã bực tức trách móc người con trai đang đứng nha răng cười như vừa thấy cái điều gì đó thú vị lắm. Dương Tuấn Anh là bạn thân của Thiên Nhã từ khi còn nhỏ. Tính cách của cậu ta có hơi hiếu động, thích chọc ghẹo người khác. Đặc biệt là cậu ta rất hay cười. Mỗi khi cười lại để lộ chiếc răng khỉnh, làm biết bao nhiêu nữ sinh trong trường phải gục trước cậu ta, chỉ ngoài trừ thiên nhã. Làm gì mà căng thẳng vậy? Cậu ta vẫn không chịu đứng yên, nhanh chóng đưa hai tay nhéo má thiên nhã, rồi cười một cách thích thú. Cử chỉ thân mật này rất dễ khiến cho nhiều người nhìn thấy phải hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Nhưng thiên nhã biết bản thân không có xứng với Tuấn Anh, cho nên cũng không dám mơ tưởng trèo cao. Đơn giản là cậu ta xuất thân thượng lưu, gia thế hiện hách, đã dậy, ngoại hình lại ưa nhìn. Có biết bao nhiêu tiểu thư xinh đẹp giàu có để mắt tới. Thiên nhã làm sao có thể sánh ngang với tầng lớp của bọn họ được. Thôi cậu đi. Thiên nhã khó chịu, hất tay Tuấn Anh sang một bên. Hành động dứt khoát của cô khiến cho cậu ta có chút hụt hẫng. Cậu làm sao vậy? Ai dám làm cho cậu không vui hả? Nói đi, mình thay cậu trút giận cho. Bỏ qua cái thái độ hờ hững của cô, cậu ta trước sau vẫn giữ thái độ ấm áp đó. Không có ai hết á, chỉ là chúng ta đã lớn rồi. Tôi không muốn cậu có hành động thân mật vượt quá giới hạn của một người bạn. Điều đó sẽ rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Thiên Nhã, mình có chuyện muốn nói với cậu. Chợt thái độ của Tuấn Anh thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn hồi nãy nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu ta thiên nhã không nhịn được mà phải phì cười quả thật là không quen một chút nào cậu cười cái gì vậy thấy thiên nhã cười lớn mà không rõ nguyên do cậu ta liền bày ra cái bộ mặt ngơ ngác nhìn thật là đáng yêu không có gì cậu nói tiếp đi thiên nhã cố nhịn cười để cho cậu ta có đủ bình tĩnh nói hết câu. À, thật ra thì tôi 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 rất thích rất là thích đang tập trung nghe điều mà cậu ta muốn nói. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng. Thiên Nhã liền nhanh tay rút điện thoại ra nghe. Alo, à, ai vậy? À, cho hỏi cô có phải là người giám hộ của em Trần Thiên An không? đầu dây bên kia vang lên cái giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ dạ đúng rồi thiên an đã xảy ra chuyện gì hay sao thiên nhã kích động gấp gáp hỏi lại người ở đầu dây bên kia nghe thấy thái độ lo lắng của thiên nhã tuấn anh cũng bắt đầu căng thẳng theo liệu bây giờ cô có rảnh không tôi muốn trao đổi với cô một chút chuyện về em thiên an dạ được à, tôi sẽ đến trường ngay Nói vừa dứt câu, thiên nhã đã rời đi trong giỏi giả, bỏ mặt Tuấn Anh đang đứng bơ dơ giữa sân trường đại học rộng lớn. Cậu đúng là kém quá đi, có nhiều đó cũng không có mở lời được nữa. Bỗng từ đâu xuất hiện thêm một chàng trai có vẻ ngoài bất cần đời, dáng người cao cao, nước da bánh mật, đôi mắt sắc bén như loài chim ưng đang rình rập con mồi không hiểu làm sao cứ mỗi lần đứng trước mặt thiên nhã là tôi lại trở nên ngượng ngùng ăn nói không có đầu có đuôi như vậy đó tuấn anh chán nản tự trách bản thân đã quá vô dụng chỉ một việc đơn giản là tỏ tình thôi mà cũng không có thể làm ra hồn được thôi đừng có nhục chí anh hùng nữa thua keo này ta bày keo khác cậu bạn kia vui vẻ khoác vai động viên tinh thần của tuấn anh Tại trường tiểu học Thiên Nhã vội vã bước thật nhanh vào phòng của giáo viên để tìm gặp cô chủ nhiệm lớp mà Thiên An đang theo học. Cô ờ à, có phải là giáo viên Lưu không ạ? À? Thiên Nhã tiến đến gần một người phụ nữ ngoài 30 tuổi hỏi thăm. "Đúng rồi, cô là người giám hộ của em Trần Thiên An." "Dạ, dạ đúng, tôi là Trần Thiên Nhã, chị gái của Thiên An. Con bé đã xảy ra chuyện gì hay sao?" thiên nhã vội gật đầu khẳng định thân phận của mình rồi liếc nhìn xung quanh để tìm hình bóng của thiên an em ấy không có gặp chuyện gì nghiêm trọng đâu chỉ là hôm nay trong giờ vẽ tranh tôi đã giao đề bài vẽ lại tất cả thành viên trong gia đình bức tranh của thiên an có hơi kỳ lạ cô giáo ngập ngừng đưa cho thiên nhã bức tranh mà thiên an đã vẽ trong giờ học bức tranh được tô nền bởi một màu đen tối tuy nét vẽ nghịch ngạc giống như ba học sinh tiểu học khác nhưng thiên nhã có thể dễ dàng nhận ra bên trong bức tranh có bốn người đó là mẹ thiên an thiên nhã và một người con gái kỳ lạ đứng ở góc bên phải của bức tranh thiên an miêu tả chân dung người con gái đó có mái tóc đen dài mặc trên người bộ váy màu đỏ tươi nếu nhìn đơn thuần thì cứ nghĩ đó là một chiếc váy nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút thì có thể nhận ra đó là bộ giá y màu đỏ ngay khi vừa mới nghĩ đến hai từ giá y thiên nhã liền hình dung đến người con gái mà cô đã gặp trong giấc mơ đêm hôm qua quả thật bộ dạng của cô gái đó khá giống trong bức tranh mà thiên an vẽ vậy con bé đâu rồi đôi tay cầm bức tranh chợt rung rung thiên nhã ngước nhìn cô giáo và hỏi em ấy đang ở trong phòng học ở trên lầu 2. À, cô không sao chứ? Sắc mặt hình như không có được tốt cho lắm. Dạ, dạ, tôi không có sao, cảm ơn cô đã quan tâm." Thiên Nhã khẽ ngượng cười rồi lặng lẽ quay đi, bước từng bước trên đoạn hành lang vắng của ngôi trường. Trong đầu Thiên Nhã luôn nghĩ du dơ về bức tranh kỳ lạ Thiên An đã vẽ và cả người con gái mặc giá y ở trong bức tranh, tại sao con bé lại vẽ cô ta? tính bước lên cầu thang đi đến lầu 2, nhưng rồi Thiên Nhã lại chuyển hướng đi vào phòng vệ sinh của học sinh nữ ngay gần cầu thang. Hiện bây giờ đã là giờ tan học nên toàn bộ ngôi trường khá yên tĩnh. Thiên Nhã xả nước tại bồn rửa tay, chụm hai tay lại hứng một chút nước xong giả lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Ngay khi dường ngắt mặt lên nhìn mình trong gương, thì Thiên Nhã hốt quảng khi cô thấy cô gái mặc bộ giá y đỏ mà mình đã gặp ở trong mơ đang đứng ở ngay phía sau lưng. Lần này, thiên nhã có thể nhìn rõ khuôn mặt biến dạng của cô ta. Toàn bộ miệng và đôi mắt đều bị may chỉ kín mít. Nó còn kinh dị hơn bất cứ cái thứ gì mà thiên nhã đã từng nhìn thấy. Dội dã quay lưng lại nhìn về phía sau nhưng lại hoàn toàn không có ai. Tưởng chừng như do suy nghĩ quá nhiều về cô gái kia mà thiên nhã đã sinh ra ảo giác nhưng dù cho đó không phải là ảo giác thì thiên nhã cũng mong là mình bị qua mắt mà nhìn lầm thôi không muốn ở lại nơi này một chút nào thiên nhã thận trọng nhìn xung quanh rồi tính bước ra ngoài khi chừng vừa đi được mấy bước chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ buồng cuối cùng của phòng vệ sinh nữ tiếng động dồn dập như có ai đó đang cố đập mạnh vào cánh cửa phòng vệ sinh mặc dù có linh cảm xấu về âm thanh kỳ lạ đó nhưng trí tò mò của thanh nhã vẫn lấn áp linh cảm cô thận trọng tiến đến cửa buồng vệ sinh ở phía cuối đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa đang được đóng chắc chắn đó khẽ nuốt một ngụm nước miếng thanh nhã từ từ đưa tay chạm vào tay nắm cửa rồi nhanh chóng mở toàn ra. Khác hoàn toàn với suy nghĩ lúc đầu, bên trong không có gì ngoài cái bồn cầu và cuộn giấy được để ngay ngắn gần đó. Thiên Nhã khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự chế giễu bản thân đã quá mê tín, lại đi sợ những cái thứ không có tồn tại ở trên đời. Đưa tay đóng cánh cửa lại, đột nhiên có tiếng nói cất lên khiến cho thiên nhã giật thót tim. Chị đang làm gì đây vậy? Giọng nói trong trẻo cất lên khiến thiên nhã phải giật mình nhìn về hướng cửa ra vào. Thiên An Cô đang đứng đó nhìn thiên nhã bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Thiên An, em đang làm gì ở đây vậy? Thiên nhã bắt đầu có hơi lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của thiên an liền dội lãng tránh sang câu hỏi khác. Em muốn đi vệ sinh. Con bé nói xong, tiến đến gần thiên nhã, tùy tiện đưa tay mở cửa buồng vệ sinh ở phía cuối phòng, rồi mạnh tay đóng cánh cửa lại, như đang cố chứng tỏ thái độ không mấy hài lòng về sự xuất hiện của chị ở đây. Vậy chị ra ngoài đợi em nghe. Thiên Nhã vẫn không quản đến cái biểu hiện của Thiên An, nhẹ nhàng nói xong âm thầm bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ. Mấy phút trôi qua, Thiên Nhã đứng bên ngoài đợi, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Tính quay ngược vào để tìm Thiên An, nhưng khi vừa xoay người lại thì đã thấy con bé đang đứng ở ngay sau lưng mình từ lúc nào không hay biết. Thậm chí Thiên Nhã còn không hề nghe thấy tiếng bước chân của con bé khi nó bước đến gần mình. Tại sao em lại không có lên tiếng? em làm cho chị sợ đó mẹ nói chị lớn rồi nên loại bỏ cái tật sợ ma của con nít đó đi thiên an nhìn chằm chằm vào chị rồi lên giọng nhắc nhở thanh âm đanh thép của con bé làm thiên nhã phải bất ngờ mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ và hành động lại không giống với lứa tuổi của mình mẹ nói với em như vậy từ lúc nào thiên nhã mỉm cười đưa tay tính so đầu thiên an Bất chợt câu trả lời của con bé khiến động tác của thiên nhã phải dừng lại. Vừa rồi mẹ nói với em như vậy đó. Toàn thân thiên nhã hoàn toàn bất động, nụ cười trên môi cô chật dục tắt và thay vào đó là nét mặt đầy ngỡ ngàng. Mẹ đã mất cách đây ba tháng, nhưng tại sao thiên an vẫn cứ luôn nhắc đến bà? Giống như bà vẫn còn luôn ở quanh đây và dõi theo hai chị em. Thiên An, em đùa như vậy không có vui chút nào đâu. Thiên Nhã thật không muốn tin vào câu nói đầy bịa đặt của con bé. Cứ cho là Thiên An nói đúng. Vậy tại sao chỉ có con bé là có thể nhìn thấy mẹ, còn Thiên Nhã thì không? Mọi chuyện thật quan đường. Thiên Nhã thật sự không muốn tin vào cái điều này. Thiên An không trả lời hay biện bạch gì về sự nghi ngờ của chị nó khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía sau lưng thiên nhã một cách chăm chú không rời mắt thấy biểu hiện kỳ lạ của con bé thiên nhã cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn nhưng không hề thấy gì ngoài cái dãy hành lang dài thẳng tắp không một bóng người qua lại em nhìn cái gì vậy không thấy có bất cứ điều bất thường nào thiên nhã liền quay lại hỏi thử xem rốt cuộc nó đã nhìn thấy cái thứ gì thiên an rời tầm nhìn đến gương mặt của thiên nhã con bé vẫn kiên quyết giữ im lặng xong bỏ đi trước mà không có ý muốn đợi chị đi cùng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của thiên an tâm trạng của thiên nhã thêm phần nặng nề kể từ sau ngày mẹ mất cô đã cố gắng hết sức vừa làm mẹ vừa làm cha của con bé nhưng cái điều đó quả thật không dễ dàng gì với một cô gái chỉ mới 23 tuổi như Thiên Nhã. Hai chị em trở về căn nhà quen thuộc của mình. Thiên An không nói gì, đã chạy một mạch về phòng rồi đóng cửa lại, tự nhốt mình ở bên trong. Thiên Nhã không lấy làm lạ trước thái độ của con bé. Khẽ thở dài, xong đặt ba lô xuống ghế sofa. Chợt nhớ đến bức tranh mà Thiên An mới vẽ ở lớp cô dối tay mở cái khóa kéo ba lô đục tìm một lúc thì không thấy bức tranh đó đâu nữa cô nhớ rất rõ là đã để nó ở trong cái ba lô này không lý nào lại có thể tự nhiên biến mất rồi cô nghĩ ngay đến thiên an có khi nào là nó đã lén lấy bức tranh đó không mắt hướng về cửa phòng của con bé cô chậm rãi bước lại gần trước cửa cùng lúc đó Cô nghe thấy từ phòng ngủ phát ra cuộc đối thoại giữa Thiên An, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời. Có lẽ con bé đang tự nói chuyện một mình. Hình như chị Thiên Nhã không có thấy mẹ. Giọng nói trong trẻo của Thiên An cất lên. Cô thoáng bất ngờ khi con bé nó nhắc đến từ mẹ. Con cũng yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ đừng có bỏ đi nữa nha khi vừa nghe đến đây cô đã không kìm được lòng mà nhanh chóng mở cửa đi du cánh cửa bất ngờ mở ra làm cho thiên an thoáng giật mình ngỡ ngàng nhìn về phía cô cô liếc nhìn xung quanh căn phòng ngủ không thấy có bất kỳ ai ngoài con bé ánh mắt hoài nghi dần chuyển hướng về thiên an em vừa nói chuyện với ai vậy con bé không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu rồi ôm chặt con thỏ bông mà mẹ đã tặng vào ngày sinh nhật, đó cũng chính là vật mà con bé yêu thích nhất. thấy bộ dạng im lặng của Thiên An, cô cũng không muốn tra hỏi gì thêm. Thiết nghĩ có thể là do quá nhớ mẹ nên con bé mới hành động kỳ lạ như vậy thôi. À, vậy em nghỉ ngơi đi nghen, một lát nữa chị sẽ làm cái món trứng xào cà chua mà em thích đó cô vẫn còn nhớ là con bé rất thích ăn cái món trứng xào cà chua mà mẹ vẫn thường hay làm cô không dám chắc cái tài nghệ nấu nướng của mình có bằng mẹ hay không nhưng thiên nhã sẽ cố gắng khiến cho thiên an cảm thấy vui vẻ như lúc mẹ mình vẫn còn ở bên cạnh cô lùi lại rồi khẽ đóng cửa phòng cùng lúc đó cô phát hiện bức tranh thiên an vẽ đang nằm ở trên sàn nhà cạnh cửa phòng ngủ của con bé hơi lưỡng lự một chút xong cô dẫn cúi người xuống cầm bức tranh lên bất chợt cô cảm thấy lành lạnh sau lưng khi nhìn kỹ vào bức tranh mình đang cầm ở trên tay rõ ràng cô nhớ là hình ảnh người con gái mặc giá y đỏ được vẽ ở góc bên phải của bức tranh nếu nhìn tổng quan thì cô ta đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng tại sao bây giờ bây giờ chân dung của cô gái đó lại đứng song song bên cạnh thiên nhã và gia đình của cô linh tính mách bảo cô rằng bức tranh này có vấn đề cô vội dò nát bức tranh thẳng tay ném vào trong thùng rác mà không hề có một chút do dự nào chiều tối hôm đó thiên nhã tất bật nấu ăn trong bếp bộ quần áo mặc hồi sáng vẫn chưa kịp thay đầu tóc rối bời chỉ được búi qua loa gương mặt xuất hiện lấm tấm mồ hôi nhìn qua cũng đủ hiểu thiên nhã đã dồn hết tâm quyết của mình vào việc nấu ăn như thế nào cô muốn nấu những món mà mẹ cô đã từng nấu trước đây tuy mùi vị không ngon bằng nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận được khi thiên nhã bưng tô canh nóng tính đặt lên bàn ăn thì thiên an bất thình lình xuất hiện phía sau lưng khiến cho cô lại giật mình. Một chút nữa là làm đổ tô canh nóng lên người luôn. Em làm chị giật mình đó. Tại sao đi mà không có phát ra tiếng động vậy? Đặt tô canh lên bàn xong trách mắng hành động thích dọa người của con bé. Là tại chị không để ý xung quanh, chứ đâu phải tại em đâu. Thiên An bỉm môi, tiến đến gần bàn ăn rồi tùy ý ngồi xuống. Em á thì hay rồi, lý lẽ nào cũng nói được hết á. Thiên Nhã đành giơ tay đầu hàng với con bé có suy nghĩ lớn hơn cái tuổi này. Tại sao chỉ có hai cái chén vậy? Thiên An đảo mắt nhìn một lượt những thứ có ở trên bàn ăn rồi ngước mặt lên hỏi chị. Thì chỉ có hai chị em thôi mà. Vậy chén của mẹ đâu? Thiên Nhã thoáng bất ngờ trước câu hỏi của con bé ánh mắt chợt di chuyển đến cái ghế ở chính giữa bàn ăn nơi mà mẹ cô hay ngồi khi còn sống đột nhiên thiên nhã nổi da gà cái nét mặt căng thẳng đến mức khó coi không khí xung quanh trở nên thầm lặng hơn bao giờ hết chị đi lấy thêm một cái chén nữa đi bỗng thiên an đập tay lên bàn nói lớn cũng nhờ vậy mà kéo được thiên nhã về với thực tại ờ à, 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 chị biết rồi tuy có hơi lúng túng trước tình huống này nhưng rồi thiên nhã vẫn làm theo lời của con bé lấy thêm một cái chén nữa khi vừa đặt cái chén thứ ba lên bàn thiên an nhanh tay giành lấy xong tự bới cơm vào chén và đặt nó ở vị trí mà mẹ cô vẫn hay ngồi suốt bữa ăn thiên nhã không thể nuốt trôi được một hạt cơm nào đôi mắt chỉ biết nhìn chầm chầm vào cái ghế trống. Rồi lại nhìn xuống chén cơm vẫn còn đầy do không có người động đũa. Tối hôm đó, sau khi chùng bữa xong, Thiên An lại dỗi dã chạy về phòng. Một mình Thiên Nhã lay quay với một mớ chén đũa. Phải mất 20 phút mới có thể giải quyết xong. Mệt mỏi lê từng bước chân về phòng ngủ tự do ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình đôi mắt của thiên nhã lờ đờ dần nhắm mắt lại chưa kịp chụp mắt được bao lâu bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nước chảy từ trong nhà tắm vọng ra dù cho hiện tại cơ thể không còn chút sức lực nào sau một ngày dài hoạt động nhưng thiên nhã vẫn miễn cưỡng ngồi dậy bước vào nhà tắm kiểm tra đưa tay bật công tắc đèn toàn bộ phòng tắm đều bừng sáng ngay trước mắt cô tiến sâu vào bên trong phòng tắm mọi thứ đều bình thường duy nhất chỉ có chiếc dòi nước ở bồn rửa tay là đang tự động mở nước chảy ra xối xả không ngừng thiên nhã bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ tại sao cái dòi nước lại có thể tự động mở ra trong khi không hề có bất cứ một lực tác động nào cô đưa tay khóa dòi nước lại những giọt nước cuối cùng rơi xuống và ngừng chảy ngay sau đó nhìn thấy dòng nước thiên nhã chợt nhớ ra là mình vẫn chưa kịp thay đồ cảm giác bây giờ có chút khó chịu khi phải mặc nguyên một bộ đồ hôi rình này suốt cả ngày hôm nay sẵn tiện đang ở trong phòng tắm cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc ở trên người đưa tay mở dòi qua sen, từng làn nước ấm thấm vào da thịt ẩn hồng mịn màng, không có điều gì tuyệt vời hơn việc được đóng chìm vào dòng nước nóng sau một ngày dài mệt mỏi. Khẽ nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái, cơ thể dần thả lỏng, tâm trạng thoải mái hơn. Bỗng nhiên dòi qua sen ngừng chảy nước, cô từ từ mở mắt nhìn chăm chăm vào cái dòi qua sen không lý nào nó lại hư vào đúng lúc này. Bỗng nhiên, cô phát hiện có vật thể lạ trong cái lỗ nhỏ của cái dòi hoa sen. Nếu nhìn kỹ hơn, thì có thể nhận ra đó là sợi tóc mỏng màu đen. Thiên Nhã tò mò lấy sợi tóc ra khỏi cái lỗ nhỏ đó. Nhưng càng lấy, cô mới chợt nhận ra là nó không chỉ có một sợi một lát sau thôi, cả một nụi tóc lớn màu đen nằm yên trong lòng bàn tay của cô. Sao lại như vậy? Ngỡ ngàng nhìn đống tóc màu đen trên tay, thiên nhã không biết tại sao cái đống tóc nó kỳ lạ lại có thể chui vào bên trong cái dồi hoa sen được. Và điều làm cho cô thắc mắc hơn cả, chính là nguồn gốc của những sợi tóc này, nó chắc chắn không phải là của cô, vì chúng khá dài và mang một màu đen tuyền. Còn cô thì lại để tóc ngắn và có pha chút màu nâu hạt dẻ không muốn nhìn cái thứ này thêm một giây phút nào thiên nhã liền thẳng tay ném mớ tóc xuống bồn cầu và mau chóng xả nước nhìn những sợi tóc cuốn theo dòng nước mà trôi đi mất thiên nhã mới có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn hôm nay đã có quá nhiều sự kiện kỳ quái xảy ra cô lại không thể lý giải được chúng nhẹ quay người lại nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong gương cái gương đã bị hơi nước nóng làm cho mờ đi khá nhiều nhưng nếu để ý kỹ hơn một chút cô có thể thấy ngoài hình ảnh của mình được phản chiếu trong gương thì còn có hình bóng của một người khác nó đang đứng ngay phía sau lưng cô hoảng sợ dội quay người lại nhìn về phía sau nhưng không hề thấy gì ngoài bức tường của nhà tắm được ốp bằng gạch men trắng một lần nữa cô quay đầu nhìn về phía cái gương hình bóng của người thứ hai vẫn đang lấp ló ở trong tấm gương đó chỉ là cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt cũng như dáng người đó rụt trẻ chậm rãi tiến lại gần cái gương cô run rẩy đưa tay lau đi màn xương mờ còn động lại khi chiếc gương được lau sạch mọi thứ phản chiếu trong gương dần dần nhìn rõ hơn nhưng tuyệt nhiên là cô không còn nhìn thấy cái bóng mờ ảo kia đâu nữa giờ đây tâm trạng của thiên nhã có chút bất ổn càng ngày càng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra cầm dội cái khăn tắm quấn quanh người một cách tạm bợ cô tính đi ra khỏi phòng tắm thì bỗng nhiên ánh đèn nhấp nháy liên hồi xong nó tắt hẳn trước sự ngỡ ngàng của cô. Không suy nghĩ gì thêm, cô dội bước về hướng cửa phòng. Mới chỉ đi được hai bước thì bất chợt cô trượt chân té ngã một cách khá mạnh. Dùng sau gáy đập xuống nền nhà tắm và bất tỉnh ngay tại chỗ. Mơ hồ tỉnh dậy tại một nơi hoàn toàn xa lạ. Thiên nhã ngơ ngác liếc nhìn xung quanh Nơi đây là sảnh chính của ngôi nhà mang kiến trúc cổ xưa. Mọi thứ đều được trang hoàng giống như linh đường. Trên bàn thờ lớn đặt hai bài vị tưởng nhớ người đã khuất. Nhưng điều làm cho cô thắc mắc là tất cả vật trang trí đều không mang màu trắng giống như những linh đường khác mà lại mang một màu đỏ của sự quan hỷ từ lòng đèn đỏ đến giải kết qua và còn các cá chữ hỷ được dán khắp mọi nơi trong căn nhà cổ. Và điều làm cho cô khó hiểu nhất chính là việc xuất hiện thêm một chiếc quan tài lớn đủ diện tích cho hai người nằm ở giữa sảnh chính của ngôi nhà. Mới thoạt nhìn sơ qua thì cũng đủ hiểu chiếc quan tài này được làm bằng cái loại gỗ tốt cỡ nào rồi. Tại sao? Tại sao mình lại ở đây? rốt cuộc nơi này là là nơi nào? Hàng dạng câu hỏi xuất hiện trong đầu mà vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong chiếc quan tài âm thanh như chiếc búa đang đập mạnh vào cái thứ gì đó đầu của cô cũng hơi hoang mang khi có một âm thanh kỳ lạ từ trong quan tài truyền ra nhưng rồi nỗi hoang mang mau chóng được thay thế bằng sự tò mò cô thật muốn biết rốt cuộc ở bên trong đó có cái gì nhích từng bước chân lại gần thiên nhã sụt rè áp sát tay vào tấm dáng có chiếc quan tài bỗng nhiên cô nghe thấy cái giọng nói yếu ớt vọng ra cứ cứ giới đau đau quá cô còn cứ ngỡ ngàng là bản thân đã nghe lầm khi cô áp sát tay gần hơn một chút thì cô nhận thấy đây rõ ràng là tiếng tiếng kêu cầu cứu không kịp suy nghĩ gì thêm cứu người vẫn là quan trọng nhất cô liền dùng hết sức mở nắp quan tài ra không biết cái quan tài này được làm bằng chất liệu gỗ gì nhưng nó khá là nặng thiết kế cũng mang phong cách cổ xưa chứ không phải là cái loại quan tài hiện đại mà cô đã từng thấy dù cho đã cố gắng hết sức thiên nhã cũng chỉ có thể nhích mở ra được một chút đột nhiên có một cái bàn tay thò ra từ bên trong cái quan tài nó vội vàng chụp lấy cổ tay của cô vừa giật mình vừa sợ hãi cô không biết nên làm cái gì hơn ngoài việc la lớn trong hoảng loạn thiên nhã mở mắt bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi điều đầu tiên mà cô nhìn thấy Chính là gương mặt quen thuộc của Thiên An. Con bé nhìn chầm chầm vào cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. Thiên Nhã miễn cưỡng ngồi dậy. Cơn đau từ phía sau gáy dần lan đến các sợi dây thần kinh. Gương mặt của cô khẽ nhăn lại đầy đau đớn. Tại sao em lại vào được phòng của chị? Cô đem lòng thắc mắc là tại sao Thiên An lại có mặt mỗi lần cô mơ thấy ác mộng. Sau khi tỉnh dậy... Thiên Nhã liền bắt gặp ngay gương mặt của con bé đang nhìn mình. Mẹ nói em vào phòng tìm chị. Nghe thấy câu trả lời của con bé, Thiên Nhã không còn cảm thấy đau đớn ở vết thương sâu gáy nữa, mà dần trở nên kích động hơn, dội túm lấy hai bãi dài của Thiên An hét lớn. Mẹ đã chết rồi, em có hiểu không? Mẹ sẽ không còn ở bên cạnh chúng ta nữa. Mẹ, mẹ đã đi thật rồi. <laughs> nước mắt của cô lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt bao nhiêu sự chịu đựng của cô dần hòa cùng với giọt nước mắt mặn chát đó dù biết nói ra những lời này trước mặt của thiên an sẽ làm cho con bé đau lòng lắm nhưng cô buộc phải làm như vậy cô muốn con bé phải đối diện với sự thật sự thật là mẹ đã hoàn toàn rời bỏ hai chị em và bà ấy sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa chị nói dối, em không tin đâu, chị là kẻ nói dối. Thiên An kích động hét lớn, xong bỏ chạy khỏi phòng. Nhìn thấy thái độ kích động của con bé, Thiên Nhã cũng phần nào hiểu được rằng nó không hề muốn chấp nhận sự thật này. Thiên An! Cô dội vàng đứng dậy tính chạy theo, mặc cho vết thương sau cú ngã vừa rồi vẫn còn đau nhói từng cơn. Cô lo sợ rằng bản thân con bé sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, cô chợt sững người lại khi cảm nhận được chân mình vừa dẫm phải cái thứ gì đó. Tầm mắt dần chuyển hướng xuống sàn nhà. Cái thứ kỳ lạ mà cô vừa dẫm chân phải lại là một tờ giấy khổ A4 đang được úp mặt xuống sàn. Cô chậm rãi cúi người xuống cầm tờ giấy lên và lật nó lại. Đôi mắt chợt mở to ngỡ ngàng. Thêm một chút hoang mang. Đây là bức tranh của Thiên An mà cô đã ném vào thùng rác hồi chiều. Vậy tại sao bây giờ nó lại nằm trong phòng riêng của cô? Đôi bàn tay rung rẩy, khuôn miệng cứng đơ không thể thốt nên lời trong đầu của cô bây giờ luôn hiện lên hàng dạng câu hỏi liên quan đến bức tranh kỳ quái này. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cho cô bừng tỉnh, trở về với thực tại. Thiên Nhã cầm theo bức tranh tiến đến gần bàn học, đưa tay nhấc điện thoại đang được để ngay ngắn ở trên bàn. Alo, thầy Quang. Cô áp điện thoại vào tay, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Hiện tại là 9 giờ tối, bên ngoài bao phủ bởi một màu đen tĩnh mịch. Em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa? Cô thoáng do dự, đắn đo mất vài giây rồi quyết định sẽ cho thầy biết câu trả lời của mình. Em đồng ý đến nơi đó để thực tập đó thầy. Tốt lắm, đúng là tôi đặt niềm tin không có sai người. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến đón em, em hãy chuẩn bị đi. Thầy Hoàng nói bằng cái giọng hài lòng xong cúp máy ngay tức khắc cô cũng không kịp nói gì thêm tay cầm điện thoại khẽ buông xuống ánh mắt chăm chú nhìn bức tranh mà mình đang cầm trong lòng cô đã quyết sẽ rời khỏi đây bằng mọi giá cô sẽ đưa thiên an đi cùng mong sao một môi trường sống mới sẽ giúp cho con bé lấy lại được tinh thần tích cực hơn nhắc đến thiên an cô lại nhớ đến cái vụ việc vừa rồi dội đặt cái điện thoại cùng bức tranh xuống bàn. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để tìm con bé. Đứng trước cửa phòng của Thiên An, cô hít một hơi thật sâu để lấy thêm sự can đảm. Cô buộc phải đối diện với cô bé và phải nói một lời xin lỗi trước hành động lớn tiếng của mình hồi nãy. Đưa tay dặn nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa từ từ hé mở, kèm theo đó là tiếng két kêu dài ánh sáng từ bên hành lang đang hắt vào bên trong căn phòng tối của thiên an nhờ vào ánh đèn ngủ mờ ảo cộng với ánh sáng chiếu vào nên thiên nhã dễ dàng nhìn thấy được con bé đã đang nằm ngủ ở trên giường nét mặt quay vào bên trong góc tường nên cô cũng không có thể xác định là con bé có phải là đang ngủ thật hay không nhẹ nhàng bước từng bước một vào trong phòng thiên ngã khẽ ngồi xuống giường đôi mắt chăm chú nhìn bóng lưng của thiên an thiên an chị biết là em chưa ngủ đâu chị xin lỗi xin lỗi vì đã quá lớn tiếng với em em đừng có giận chị nghe. cô khẽ cúi mặt xuống tỏ vẻ ăn năn hối lỗi hai bàn tay khẽ đang chặt với nhau và chờ đợi câu trả lời từ con bé nhưng vài phút trôi qua thiên an vẫn không hề lên tiếng cô bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ không có lý nào con bé lại ngủ say đến mức quên trời quên đất như vậy cô bắt đầu lo lắng đưa tay chạm vào người của thiên an tính lay con bé dậy thiên an em ngủ rồi sao ngay khi vừa chạm nhẹ vào người bất thình lình thiên an quay đầu lại nhìn về phía cô Thiên Nhã kinh hãi, dội ngồi bật dậy khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bịch không một huyết sắc, đôi mắt trợn trừng đầy nét vô hồn, khóe mắt rỉ ra một chút máu như đang rơi lệ của con bé. Trong lúc trạng thái vẫn còn đang hoảng sợ, chưa kịp định thần lại, thì một lần nữa cô bị tiếng nói làm cho hoảng hồn. Chị làm gì trong phòng của em vậy? Cô mau chóng quay đầu lại nhìn ra phía cửa phòng ngủ, thiên an đang đứng trước cửa nhìn cô đầy khó hiểu trên tay của con bé vẫn đang cầm cái ly nước lọc đã vơi đi một nửa lại thêm một thiên an nữa xuất hiện tôi rời tầm mắt nhìn phía giường ngủ nhưng rồi không hề thấy bất kỳ ai nằm ở trên đó cái giường hoàn toàn được để trống em em vừa mới đi đâu vậy em khát nước nên đi lấy nước uống con bé thờ ơ lướt qua thiên nhã rồi nó đặt cái ly nước trên cái bàn học bên cạnh giường chị có chuyện muốn nói với em thiên nhã nói bằng cái giọng nghiêm túc có thể thiên an vẫn còn nhỏ tuổi và chưa hiểu chuyện nhưng cô vẫn muốn hỏi ý kiến của con bé như một người bạn thật sự chứ không phải là tư cách của một người chị là chuyện quan trọng hay không quan trọng nếu là chuyện không quan trọng thì để ngày mai nói đi bây giờ em buồn ngủ rồi chúng ta sẽ chuyển đi đến một nơi khác sống chị muốn hỏi ý kiến của em em có đi cùng với chị hay không câu hỏi của thiên nhã khiến cho con bé sững lại vài giây đôi mắt nhìn chầm chầm vào cô không chút dao động nếu em nói là em không muốn đi vậy chúng ta có thể ở lại sao tôi thoáng bối rối vì câu hỏi vô tư nhưng cũng đáng để suy ngẫm của Thiên An. Chị đã nhất quyết muốn đi rồi. Vậy thì việc hỏi ý muốn của em đâu còn là điều quá quan trọng đâu. Vì dù sao chị cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi mà. Lời nói của Thiên An như xoáy sâu vào tâm can của cô. Không thể ngờ được rằng một cô bé mới chỉ 8 tuổi lại có thể nói ra được những cái đạo lý mà người trưởng thành như cô cũng không thể nghĩ tới. Vậy em hãy ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Mặc dù biết rằng con bé sẽ không vui khi phải rời xa ngôi nhà mà nó đã lớn lên, phải rời xa nơi chất chứa bao nhiêu kỷ niệm về mẹ. Nhưng Thiên Nhã mong Thiên An sẽ hiểu cho, tất cả những việc mà cô đang làm đều là muốn tốt cho con bé. Khi dự tính quay lưng đi, chợt cô nhớ đến bức tranh đang được để trong phòng của mình. Cô liền lên tiếng hỏi Thiên An, làm sao con bé có thể vẽ ra bức tranh như vậy? Người thứ tư trong bức hình rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta lại có mặt trong bức tranh gia đình được chứ? Bức tranh mà em đã vẽ ở lớp quả thực nó nó rất là kỳ lạ. Em chỉ vẽ những gì mà mình đang và đã nhìn thấy thôi. Con bé không chút do dự mà trả lời một cách dứt khoát. Điều này càng khiến cho cô thêm phần thắc mắc về thái độ thất thường của Thiên An. Em đã nhìn thấy cái gì? Thiên Nhã khẽ nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh tót bắt đầu túa ra ướt đẫm dần trán từng câu từng chữ con bé nói ra đều mang một hàm nghĩa gì đó rất quyền bí. Vừa kích thích trí tò mò, để vừa khiến cho cô phải rung rẩy trong sự sợ hãi. Cô gái đó đang đứng ở bên cạnh chị nè. Giọng nói của Thiên An gian lên đầy nét ma quái. Thân thể của Thiên Nhã cứng đờ không thể nhúc nhích. Ngay lúc này, cô không dám quay đầu lại nhìn về phía sau. Sợ sẽ bắt gặp cái điều mà mình không muốn nhìn thấy. Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của Thiên Nhã, Thiên An không kìm lòng được mà cười lớn. <cười> em chỉ nói đùa thôi, chứ có cần phải bày ra bộ mặt khó coi vậy không? Em á, thiệt là đùa như vậy không có vui chút nào đâu, làm cho chị sợ đó. Thiên Nhã phừng phừng lửa giận, nói xong bỏ đi mang luôn nỗi bực tức ở trong lòng không thể ngờ được rằng con bé nó lại nghĩ ra cái trò đùa quá đáng như vậy quay trở về phòng của mình cô tiến đến gần tủ quần áo lựa chọn một bộ đồ ngủ thoải mái nhất rồi mau chóng mặc vô chợt nghĩ đến bức tranh vẫn còn đang để ở trên bàn cô bước đến bàn học kiểm tra nhưng bất ngờ thầy bức tranh lại một lần nữa biến mất không một dấu tích dù cho cô đã cố gắng lục tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm ra bức tranh đó giống như có ai hay cái thứ gì đó đã đem nó đi tầm mắt di chuyển sang bên khung cửa sổ ở bên dưới sân cô nhìn thấy thấp thoáng một bóng người tiến đến gần cửa sổ hơn một chút cô nheo mắt lại để tầm nhìn được rõ hơn bóng người đang đứng ở đó lấp ló dưới sân là một cô gái mặc bộ giá y màu đỏ nhưng khá cũ, mái tóc đen nhánh xỏ dài ngang lưng. Cô thấy có hơi kỳ lạ, tại sao giữa đêm khuya thanh vắng lại có cô gái mặc giá y đứng trước cổng nhà mình. Và cái điều kỳ lạ hơn chính là việc cô ta đang đứng yên dị một chỗ dường như không hề có ý định rời đi. Bỗng nhiên, ánh sáng đèn trong phòng nhấp nháy liên hồi như muốn tắt sự chú ý của cô dần chuyển hướng về phía bóng đèn chính vài giây trôi qua hiện tượng đó cũng dừng lại đôi mắt một lần nữa nhìn ra bên ngoài cửa sổ lần này cô không còn thấy cô gái kỳ lạ kia đâu nữa cô ta đã biến mất nhẹ nhàng tựa như không khí đến không ai biết đi không ai hay Cô gái đó đâu rồi Tôi tiến sát đến gần cửa sổ Tập trung nhìn xem Rốt cuộc cô gái kia đã đi đâu Bất chợt Có tiếng động vang lên Ở trong không gian yên tĩnh Cô giật thoát tim Nhanh chóng quay đầu lại nhìn Tấm hình gia đình Đang được treo ngay ngắn Bỗng rơi xuống như một lời cảnh báo Lớp kính của khung hình Dở tan tành thành nhiều mảnh nhìn tấm hình gia đình duy nhất không còn được nguyên vẹn trong lòng của cô thoáng dao động bước lại tới nơi bức hình mới vừa rớt xuống cuối người cầm cái khung hình lên bên trong tấm hình chính là một gia đình hạnh phúc khi có đủ ba người đó là mẹ thiên an và thiên nhã đây là tấm hình đầu tiên cũng là tấm hình cuối cùng mà mẹ chụp chung với hai chị em một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt rồi vô tình rơi xuống bức hình. Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chân dung của mẹ. Trong lòng trỗi dậy nỗi ân hận mà có lẽ suốt phần đời còn lại cô không thể nào tha thứ cho chính mình. Mẹ, con xin lỗi. Có phải mẹ đang quán giận con không? Chuyện xảy ra vào ba tháng trước. Khi đó, mẹ của cô đang mang căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Sự sống chỉ có thể đếm qua từng ngày. Đứng nhìn mẹ đang phải giành giật cơ hội được sống trước cửa tử. Trong lòng của cô bỗng đau thắt lại từng cơn. Thiên Nhã đã từng quán trách số phận. Tại sao lại nghiệt ngã tới như vậy? Tại sao lại bắt mẹ cô phải chịu đựng cái sự dày dò về kẻ thể xác lẫn tinh thần? Ước gì người mang bệnh đó là cô nếu có cơ hội cô mong mình sẽ thay mẹ gánh chịu những nỗi đau mà bệnh tật mang lại ngồi đối diện với bác sĩ đang điều trị cho mẹ tâm trí của cô có chút hoang mang sợ sẽ nghe cái tin xấu nhất về bệnh tình của mẹ mình chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo với cô rằng mẹ của cô đang có dấu hiệu kháng thuốc Vị bác sĩ trung tuổi cầm tờ bệnh án đưa cho cô. Dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cô vẫn không thể kiềm nén được sự tâm trạng hụt hẫng, lo lắng của mình. Vì bản thân cũng đang học ngành y, nên cô có thể hiểu được rằng đối với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thì việc kháng thuốc nghiêm trọng cỡ nào. Kể từ bây giờ, không còn có một loại thuốc đặc trị nào giúp được cho mẹ cô chống lại căn bệnh quái ác này cả tất cả các loại thuốc đều hoàn toàn vô dụng với một bệnh nhân có cơ thể kháng thuốc vậy không còn cách nào nữa sao thưa bác sĩ hiện tại chỉ còn một cách duy nhất chính là quá trị quá trị sức khỏe của mẹ tôi đã yếu lắm rồi liệu bà ấy có còn đủ sức để trải qua những buổi quá trị hay không cô càng lo lắng khi nghe như vậy quá trị hay còn được gọi là xạ trị, đó là cách duy nhất có thể loại bỏ các tế bào ung thư xấu. Nhưng nó chỉ có hiệu quả với bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu. Còn mẹ của cô đã ở giai đoạn cuối, sức khỏe dần bị bào mòn. Chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi đợt quá trị đó đâu. Điều này chúng tôi biết, nhưng ngoài cách này ra thì không còn bất cứ cách nào nữa. Vậy một đợt quá trị như vậy phải mất bao nhiêu tiền? Bàn tay của cô siết chặt lấy tờ giấy bệnh án của mẹ, hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ bác sĩ. Một đợt quá trị mất khoảng 500 tệ, một tuần cần phải quá trị hai lần. Vậy, hãy bắt đầu quá trị cho mẹ tôi đi. Cô khẽ cắn chặt môi, toàn bộ khoản tiền tiết kiệm đều đã chạy chữa cho mẹ khi bà vừa nhập viện. Vay thì cũng đã vay, số tiền từ công việc làm thêm của cô cũng không có được nhiều có lúc cô cũng đã nghĩ đến cái việc sẽ nghỉ học và tìm một công việc khác có mức lương cao hơn nhưng mẹ nhất quyết không chấp nhận cái điều đó bà ấy nói rằng thà là chấp nhận cái chết chứ không bao giờ đồng ý cho cô bỏ ngang con đường học vấn suốt bao năm qua đứng trước cửa phòng hồi sức nhìn thấy mẹ đang nằm mê man trên chiếc giường bệnh bốn bề đều có máy móc hỗ trợ trong đầu của thiên nhã lúc này đều bị ám ảnh bởi câu nói của bác sĩ đôi chân dường như muốn ngã quỵ nhưng cô vẫn phải cố gắng đứng dậy nếu cô gục ngã ngay lúc này thì chắc chắn mẹ của cô sẽ không còn ý chí để sống tiếp lau dội những giọt nước mắt cố lấy lại tinh thần lạc quan Thiên Nhã bước vào bên trong phòng bệnh với một nụ cười gượng trên gương mặt xanh xao do phải thức đêm liên tiếp mấy ngày liền. Mẹ đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói với con là bệnh tình của mẹ đang tiến triển rất tốt đó. Rồi mẹ sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Nhẹ nhàng tiến đến gần giường bệnh. Cô đặt một nụ hôn lên trán của mẹ rồi thì thầm nói bên tai nghe thấy cái giọng nói quen thuộc của cô bà từ từ hé mở mắt nhìn đôi môi khô nứt khẽ mấp máy khói nhọc nói từng chữ mẹ muốn về nhà không được đâu bác sĩ nói mẹ phải ở đây trị bệnh sau khi đã khỏe hẳn thì con sẽ đưa mẹ về nhà biết được ý muốn của bà cô đã cự tuyệt ngay mà không chút do dự mẹ muốn về. Bà ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên nhất quyết muốn quay trở về nhà của mình. Nếu có chết thì cũng cảm thấy ấm áp hơn, chứ bà không muốn bản thân phải chết ở một nơi lạnh lẽo như bệnh viện này. Nhưng mà... Thiên Nhã chưa kịp nói hết câu, thì đã bị ánh mắt khẩn thiết của mẹ mình làm cho dao động. Được, con sẽ đưa mẹ về nhà. cô khẽ nắm lấy tay gầy của mẹ, cố ngăn bản thân không được rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào. Ngày ngày hôm sau, Thiên Nhã đưa mẹ quay trở về nhà, mặc cho các bác sĩ y tá hết lời khuyên ngăn trước quyết định liều lĩnh này của cô. Nhưng mẹ cô biết rõ sức khỏe của mình cầm cự được đến đâu, còn cô thì hiểu tính cách của bà ấy một khi đã quyết làm cái điều gì thì phải thực hiện không có điều gì có thể lay chuyển được ý định của bà mẹ ngồi dựa vào thiên nhã suốt cả một quãng đường dài từ bệnh viện trở về ngôi nhà mà bà đã gắn bó cả cuộc đời cô cũng trầm ngâm suy nghĩ về nhiều việc cô rất sợ sợ một ngày nào đó mình không còn được nhìn thấy mẹ sợ sẽ không còn được nghe giọng nói của bà ấy thiên nhã đã mất đi người cha khi mới chỉ lên năm trong ký ức của cô không hề nhớ gì gương mặt của ba thứ duy nhất mà cô có được chính là tấm hình cưới đã cũ theo thời gian của ba mẹ chiếc taxi dừng trước cổng nhà nghe thấy tiếng động cơ xe thiên an vui vẻ chạy từ trong nhà ra mở cổng em đã dọn phòng cho mẹ chưa nhìn thấy bộ dạng vui mừng của con bé khi biết mẹ đã về càng khiến cho cô chạnh lòng thiên an chỉ biết là mẹ đã khỏe nên mới được xuất diện chứ con bé không có nhận thức được rằng bệnh tình của mẹ đang ngày một nặng hơn chị yên tâm đi em đã dọn rồi thiên an hí hửng phụ người chị xách đồ dùng cá nhân của mẹ vào bên trong nhà còn về phần thiên nhã do cơ thể của mẹ đã quá yếu không thể tự di chuyển được nên cô đã phải cõng mẹ trên lưng rồi đi giao nhà nhưng cô không nghĩ điều đó là phiền phức bởi vì mẹ đã vì cô và thiên an cực khổ cả cuộc đời so với ơn nghĩa đó thì những việc này có đáng là gì đâu bước thẳng vào phòng ngủ của mẹ quả đúng như lời thiên an nói con bé đã chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong căn phòng này và bên trên bàn trang điểm còn đặt một lọ hoa dại mà Thiên An đã bỏ tâm sức hái ở vườn sau nhà nhẹ nhàng đặt mẹ nằm trên giường xong Thiên Nhã tỉ mỉ chỉnh lại gối và tiện tay đắp mền cho bà nếu như mẹ cảm thấy mệt đó thì hãy nói cho con biết nghe con sẽ đưa mẹ quay trở lại bệnh viện ngay mẹ cô không thể nói nên chỉ khẽ gật đầu thay cho lời nói của mình khi vừa mới nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của mẹ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút lẳng lặng bước ra khỏi phòng để mẹ có thêm không gian nghỉ ngơi mẹ không phải đi bệnh viện nữa phải không chị vừa đóng cánh cửa phòng lại thì bỗng nhiên thiên an lên tiếng từ phía sau khiến cho tôi giật mình quay người lại nếu như bệnh của mẹ trở lại nặng thì sẽ phải quay lại bệnh viện ngay nên em đừng có làm phiền mẹ lúc nghỉ ngơi nghe không? Cô dịu dàng xoa đầu con bé xong đi về hướng nhà bếp. Thời gian cũng không còn sớm. Cô muốn nấu cho mẹ một ít cháo. Lúc trước, bà rất thích ăn cháo thịt bầm và trứng bắc thảo. Có lẽ bây giờ cô sẽ nấu món đó. Đang lay hoay với một mớ thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh. Chợt cô nghe thấy tiếng động lớn giang lên, nghe như tiếng thủy tinh bị rớt bể. Dội tháo cái tạp dề đang mặc ở trên người rồi để qua một bên. Thiên ngã nhanh chóng chạy lên phòng khách xem rốt cuộc tiếng động xuất phát từ đâu. Bỗng nhiên cô nhớ đến mẹ, cũng có thể tiếng động đó từ cái trong phòng ngủ của mẹ vọng ra. Trong lòng bắt đầu lo lắng, nhanh chân chạy đến phòng ngủ của mẹ để kiểm tra. Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, thì cô đã thấy bên dưới sàn là có rất nhiều mảnh thủy tinh bể. Còn mẹ của cô đang nằm hấp hối trên giường. Có thể là do cảm thấy sức khỏe không được ổn, nên bà đã gắn gượng dùng tay đẩy bể chiếc bình thủy để bên cạnh giường. Mục đích là muốn báo hiệu cho cô biết. Mẹ! Mẹ cảm thấy sao rồi? Mẹ ơi! Cô bước nhanh lại gần nơi mẹ đang nằm. Trên sàn đầy dẫy những mảnh thủy tinh cô cũng không tránh khỏi việc giẫm phải chúng vết thương do mảnh thủy tinh gây ra khiến cho bàn chân rỉ máu nhưng trong lúc nguy cấp này cô hoàn toàn không còn biết cảm giác đau là gì nữa nhìn thấy mẹ mình đang bị cơn đau hành hạ cô bắt đầu hoảng loạn không thể suy nghĩ thêm nên làm cái gì tiếp theo để để con gọi taxi gọi xe cấp cứu nha mẹ ơi trong cơn hoảng loạn, cô mới nhớ ra là mình nên gọi xe cấp cứu. Khi vừa đứng dậy tính đi lấy cái điện thoại thì mẹ cô đã nắm cổ tay của cô và níu lại. Thiên Nhã ngạc nhiên quay đầu lại nhìn bà bằng cặp mắt khó hiểu, tại sao lại cản cô lại chứ? Bà ấy làm vậy là có dụng ý gì? Mẹ? Cô cất tiếng gọi một tiếng mẹ, giọng nói nghẹn ngào đôi mắt bắt đầu đỏ que, từng giọt nước mắt mặn chát kẻ lăn dài trên gò má. Hãy giết mẹ đi! Mẹ cô khó nhọc nói từng chữ, lời mà mẹ cô nói ra như tiếng sét đánh ngang tay. Cô hoàn toàn không tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được. Dội gạt bỏ bàn tay của mẹ ra khỏi cổ tay của mình, Mẹ nói cái gì vậy? Sao mẹ nói ra câu nói đó được chứ? Thiên Nhã bàng hoàng, lùi lại phía sau, trong đầu vẫn chưa kịp thích ứng cái câu nói của mẹ. Mẹ không thể chịu đựng được cái sự dạy dò này. Hãy giết mẹ đi. Mẹ cô cũng khóc. Bà khóc vì đau đớn, bà khóc vì thương cho các con của mình. Bà đã không còn đủ sức để chống chọi lại căn bệnh này. Bà muốn được giải thoát cho mình cũng như loại bỏ cái gánh nặng cho cô. Không! Cô không muốn nghe! Cô không muốn nghe! Cô bịch tay lại gào khóc thảm thiết. Làm sao cô có thể làm cái chuyện bất hiếu đó được? Làm sao cô có thể cho phép bản thân mình làm cái việc trời đất không có dung như vậy được chứ? Cậu xin con! Vừa nói dứt lời, mẹ của cô bắt đầu ho ra máu. Máu từ trong miệng không ngừng trào ra theo từng cơn ho kéo dài của bà. Cùng lúc đó, như có ma xuôi quỷ khiến tâm trí, cô thất thần bước từng bước lại gần giường bệnh của mẹ. Bàn tay run run cầm lấy chiếc gối trống được đặt ở bên cạnh. Mẹ cô nhìn chầm chầm vào cô như đang gian sinh được chết một cách thanh thản cô cắn chặt môi để ngang tiếng khóc của mình. Dứt khoát, trùm cái gối lên mặt của mẹ và giữ trong một khoảng thời gian khá lâu. Đến khi bà không còn cử động, không gian dần trở về sự yên tĩnh. Thiên Nhã rung rẩy từ từ, nhấc cây gối ra. Bà đã chết. Mẹ cô đã chết dưới tay của cô. Nhìn gương mặt xanh xao, đôi mắt vẫn còn đang trợn trừng mở to nhìn lên trần nhà. Đến tận giây phút này, cô vẫn không thể ngờ được rằng mình vừa ra tay giết chết mẹ ruột của mình. Bàn hoàng làm rớt cái gối mình đang cầm ở trên tay. Cô thất thần ngồi xuống nền nhà lạnh ngắt. Đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào thân thể đã không còn hơi ấm của mẹ. Thiên nhã không gào khóc như lúc ban đầu nước mắt chỉ lặng lẽ lăn dài trên gương mặt trắng bệch cô cứ ngồi yên ở vị trí đó suốt 20 phút đồng hồ cho đến khi nghe thấy có tiếng động từ phía cửa phòng cô mới quay đầu lại nhìn và thấy thiên an đang đứng tại đó nhìn cô nét mặt của con bé cũng giống như cô bây giờ vừa bàng bàn hoàng thêm chút sửng sốt không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Thiên, à. thiên nhã sợ sệt lên tiếng gọi không biết con bé đã đứng đó từ bao lâu liệu nó có nhìn thấy những điều mà cô vừa làm hay không khi vừa nhìn thấy thiên nhã tính đứng dậy bước lại gần con bé liền tỏ ra sợ hãi như vừa gặp phải ác quỷ nhanh chân bỏ chạy về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại một cách dứt khoát Thiên Nhã muốn giải thích cho Thiên An hiểu chuyện vừa xảy ra, nên đã chạy theo sau. Nhưng vừa đến trước cửa phòng, thì phát hiện ra cửa đã khóa trái từ bên trong. Dù cho làm đủ mọi cách, cũng không thể mở ra được. Thiên An! Thiên An ơi! Mở cửa đi! Mở cửa cho chị! Thiên An! Thiên Nhã liên tục đập cửa, kèm theo đó là tiếng gọi lớn. Nhưng tuyệt nhiên, con bé vẫn bỏ ngoài tay Thiên An ngồi thu mình vào một góc phòng và không hề có ý định mở cửa cho cô vào. Sau khi thấy bên phòng trong vẫn không có động tĩnh gì, Thiên Nhã hoàn toàn thất thần vô lực ngồi xuống giữa lưng vào cửa phòng. Đôi mắt khẽ nhắm lại vì bản thân đã quá mệt mỏi. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại làm ra được một cái chuyện như vậy. Nếu như sau này, Thiên An có quán giận hay ghét bỏ cô, thì cô cũng không một lời biện minh cho mình được. Quay trở về hiện tại, nước mắt tiếp tục lăn dài trên gương mặt đầy sự tuyệt vọng là, là cô, cô đã sai. sai. Thiên Nhã, Nhã đã những tâm ra tay giết mẹ trụ của mình. mình. Kể, kể từ, từ ngày đó, đó, cô luôn sống trong sự giằng giật. Điều, Điều đó, đó ám ảnh cô ngay cả ở trong, trong những chất mơ, dù cho đã cố gắng nhưng, nhưng vẫn, vẫn không thể, thể nào, nào loại bỏ, bỏ được, cảm được cảm giác, giác mặc cảm tội, tội lỗi khi đó người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là do mẹ có cô đột ngột phát bệnh nặng không được cứu chữa kịp thời nên đã chết một cách tức tưởi đâu ai có thể ngờ rằng chính đứa con gái mà bà yêu thương nhất lại là người đứng sau cái chết của mẹ mình đang mãi hồi tưởng về quá khứ thì bỗng nhiên cô có cảm giác như có ai đó đi lướt ngang qua cửa phòng của mình với tốc độ khá là nhanh. Nhẹ nhàng đặt khung hình xuống cái bàn được để bên cạnh, Thiên Nhã chậm rãi bước ra khỏi phòng, ngó nghiêng một lúc xong quyết định thử đi kiểm tra một vòng ngôi nhà. Cô không hề nghĩ cái thứ vừa rồi là ảo giác do cô tưởng tượng. Đi ngang qua phòng ngủ của mẹ, chợt khựng lại khi nghe thấy có tiếng động nhỏ từ bên trong phòng vọng ra. Kể từ cái ngày mà mẹ cô mất, căn phòng này cũng hoàn toàn bị bỏ trống. Cô không dám bước vào đó vì sợ sẽ hoài niệm lại những cái chuyện cũ. Đắn đo một lúc, rồi cô quyết định mở cánh cửa phòng ra. Vài giây sau, toàn bộ căn phòng đều được phơi bày ra trước mắt. Tất cả đồ đạc đều được giữ nguyên vị trí như lúc mẹ cô vẫn còn sống chỉ có điều những món đồ đó đều đã bám một lớp bụi dày theo thời gian liếc nhìn xung quanh căn phòng khi xác định không có bất cứ điều gì bất ổn cô mới thận trọng bước từng bước vào bên trong cái bình hoa dại được đặt ở trên bàn trang điểm ngày đó đã úa tàn cũng giống như sự ra đi của mẹ cô tiến đến gần bàn trang điểm tính đụng tay vào cái nhánh hoa dại khô thì nhánh hoa đã vô tình rụng xuống khi cô chưa kịp chạm vào ngước nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương đột nhiên cô thấy gương mặt của mình có chút kỳ lạ đôi mắt dần trở nên vô hồn miệng bắt đầu nở một nụ cười tà mị rõ ràng người được phản chiếu trong gương không phải là cô toàn bộ cơ thể dần trở nên bất động cô không thể cử động theo ý muốn của bản thân được chỉ biết đứng trơ mắt nhìn hình ảnh của mình đang được phản chiếu trong gương đó qua tấm gương thiên nhã nhìn thấy từ phía sau lưng xuất hiện đôi bàn tay đang tiến đến gần cổ của mình động tác như đang muốn siết chặt lấy cổ của cô điều kỳ lạ là hình ảnh đó chỉ diễn biến ở trong tấm gương còn ở bên ngoài thì cô vẫn đứng bất động đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp chiếc gương phản chiếu hình ảnh ngược hoàn toàn với thế giới thực. Trong lúc còn đang sợ hãi, không biết mình nên làm gì thì bất chợt mặt gương nứt vỡ trong sự ngỡ ngàng của cô. Dòng máu đỏ tươi từ vết nứt chảy ra không ngừng. Chỉ trong giây lát, toàn bộ tấm gương đều bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Quang hồn Tân Nương tác giả Thẩm Nghiên Hy. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào, tạm biệt.